Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của VN Replay. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái công cụ khá là hữu ích khi anh em đọc volume. Thì đối với những anh em nào mà đọc volume gọi là nó hơi có cái phần khó khăn, hoặc là khi mà cái volume nó di chuyển khá là xấu á, thì anh em có thể sử dụng cái công cụ này để giúp cho mình đọc cái volume nó được dễ dàng và chính xác hơn. Thì cái công cụ mình muốn nói ở đây đó chính là cái chỉ báo sóng quay. Thì cái chỉ báo sóng quay này nó sẽ giúp cho anh em được là anh em sẽ biết là cái xu hướng hoặc là trong một cái cấu trúc thì cái sóng tăng đó, cái volume nó có được hỗ trợ tốt hay không, hoặc cái sóng giảm đó volume nó có hỗ trợ tốt hay không. Thì nguyên tắc của volume sóng quay đơn giản nó chỉ là cái việc là cộng dồn các volume sóng lại với nhau theo từng sóng. Thì thành ra nó khá là mang tính khách quan, nó không thông qua bất cứ một công thức nào khác để có thể mà biến đổi cái góc nhìn của anh em, thì nó sẽ là một cái chỉ báo hơi khá là khác so với cái chỉ báo còn lại. Thì ở đây nó sẽ có một số cái ý tưởng sau để anh em có thể sử dụng cái volume sóng quay. Thứ nhất thì cái chỉ báo sóng quay nó sẽ cho anh em biết được rằng là nếu mà trong một cái xuống tăng như thế này á, thì các sóng tăng nó cần được hỗ trợ bởi các sóng quay tăng tốt như thế này, thì nó sẽ cho anh em biết đây là một cái xu hướng tăng đang ổn định. Nhưng mà nếu cũng trong một cái xu hướng tăng như vậy mà các volume của sóng quay của các sóng tăng á nó giảm dần và volume sóng quay của các sóng giảm nó tăng dần, thì đây nó phải cảnh báo sớm cho anh em được là cái xu hướng này có thể là không bền vững. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái ý tưởng tiếp theo, đó chính là cái việc là khi anh em giao dịch ở trong một cái range giá, thì sau khi mà giá nó thực hiện cái hành động spring ở trong pha C và tiếp tục di chuyển giá trong khung giá và vượt ra khỏi khung giá ở pha D, thì lúc này chúng ta biết là chúng ta cần biết là cái sóng tăng đó nó phải có cái volume được hỗ trợ và với spread lớn. Thì ở đây nếu mà volume thực tế nó cho anh em cái góc nhìn khá là khó nhìn hoặc là không nhìn rõ, thì anh em có sử dụng chỉ báo sóng quay, thì cái kỳ vọng của chúng ta sẽ thấy là chỉ báo sóng quay nó sẽ tăng đối với cái con sóng tăng từ pha D trở đi. Rồi tiếp tục ha, thì cũng với cái trường hợp như vậy, nếu mà pha D đó có các cái cột sóng quay nó lại giảm dần trong một cái xu hướng tăng, thì chúng ta có quyền nghi ngờ cái nhịp bứt phá ra khỏi range giá này là một cái nhịp U-tác tiềm năng. Rồi tiếp tục thì anh em phải thấy là nếu mà trong cái vùng giá đi range đó, nếu mà cái volume sóng quay ở pha D vẫn tốt, giá vẫn bứt phá ra khỏi range giá, nhưng sau đó giá nó quay về với một cái volume sóng quay của sóng giảm lớn, thì nó có thể gợi mở cho anh em rằng đây không phải là một nhịp kéo ra khỏi range giá và test lại cạnh trên đâu, mà nó có thể là một cái nhịp uptrust khá là tiềm năng. Và cái cuối cùng là cái sự hài hòa của nó với toàn bộ cả cái cấu trúc. Thì nếu trong một cái giao dịch cấu trúc như thế này mà chỉ báo sóng quay cho anh em thấy như trong cái hình này á, thì anh thấy nè, cái sóng quay của các sóng giảm nó giảm dần và sóng quay của các sóng tăng nó tăng dần, thì đầu tiên nó sẽ gợi mở cho anh em hiện tại là cái bên cầu, tức là lực mua nó đang chiếm ưu thế, và cái sóng quay nó cũng cần phải hài hòa với các pha ở trong một cái range giá đó, thì nó sẽ cung cấp khá nhiều thông tin cho anh em về cái việc nhận biết và đánh giá một cái sóng. Thì đây chính là những cái ý tưởng mà anh em có thể sử dụng chỉ báo sóng quay để giao dịch. Thì tiếp sau đây thì mình sẽ sử dụng biểu đồ của cặp bạc để có thể là minh họa về cách sử dụng này cho anh em. Thì anh em có thể lưu ý trong cái phần này mình sẽ chỉ chia sẻ với anh em về cách sử dụng của nó để đánh giá tổng quan của một cái range, còn cái cách vào lệnh như thế nào trong một cái range giá thì các video trước thì mình đã chia sẻ, anh em phải xem lại ha. Rồi anh em có thể thấy nè, ở trong cặp bạc hiện tại giá nó đang đi trong một cái xu hướng gọi là xu hướng giá đi ngang trong một cái range giá. Thì anh em thấy nè, đây là cái nơi giá nó bị dừng lại cái xu hướng của nó với các điểm chạm 1 điểm chạm, 2 điểm chạm, 3 điểm chạm, thì anh em có thể kẻ cho mình một cái range ở đây. Rồi thì tiếp tục bắt đầu với cái việc là phân tích một cái range đang có gọi là cái môi trường giá mạnh hay giá yếu. Thì anh em đã thấy nè, giá sau khi cái nhịp dừng lại nó test được ở cạnh trên cấu trúc và sau đó giá test cạnh dưới
nhưng mà không đi sâu xuống cảnh dưới thì thấy cho thấy là môi trường giá mạnh, tức là đang có một cái lực cầu đối ứng, nó đang mua và không đẩy giá xuống cái vùng quá bán này. Tiếp theo thì giá khi test cạnh trên á thì nó lại test được ra khỏi cạnh trên, mặc dù bị một cái lực cung lớn nó đẩy về, thì đây nó cho anh em thấy là đây là một cái môi trường giá mạnh ngay từ ban đầu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, volume của cái cột của cái cấu trúc này á, nó có cái cụm volume giảm dần và tổng thể volume nó giảm từ đầu khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại, thì nó cũng gợi mở cho anh em được đây là một cái cấu trúc tích lũy. Rồi thì lúc này anh em có thể sử dụng cái chỉ báo sóng quay để kiểm tra nếu mà anh em không thể nhìn ra được những cái vấn đề sau ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng chỉ báo sóng quay của Lazy Bear, thì nó sẽ tích hợp sẵn ở trên TradingView, anh em cứ sử dụng cái này là miễn phí. Rồi thì anh em có thể thấy nè, chỉ báo sóng quay nó cho thấy là đúng như mình đã phân tích ban đầu, là cái giai đoạn đầu thì cái bên cầu nó đang chiếm ưu thế khi mà cái chỉ báo sóng quay nó hài hòa và nó tăng dần ở các volume sóng tăng. Nhưng sau đó thì cũng có lực cung đổ vào, nhưng mà lực cung không lớn, anh em thấy là nó lực cung nó suy yếu và nó giảm dần ở trong cả một quá trình. Nhưng mà đến cuối quá trình này á thì có một cái lực cung lớn nó đổ vào, thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở đây xem là cái liệu lực cung lớn này nó có đủ khả năng để bứt phá ra khỏi cái vùng này hay không. Thì anh em thấy nè, hiện tại lực cung tuy lớn nhưng mà sau khi anh em đợi kết thúc cái nhịp sóng quay này, anh em thấy nè nó lại giảm xuống, thì đây chỉ là một cái việc là lực cung còn sót lại cuối cùng nó muốn đẩy giá xuống nhưng mà không thể nào đẩy giá được, bởi vì đây là sóng quay nó cho thấy là cái sự không hài hòa. Rồi anh em tiếp tục quan sát ha. Rồi thì em thấy nè, trong toàn bộ cả quá trình này tới thời điểm hiện tại thì cái sóng quay nó lại tăng dần, thì cho thấy là cái lực cầu vẫn còn đang chiếm ưu thế và chiếm ưu thế chủ đạo. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quan sát giá ha. Đây như em thấy nè, sóng quay tăng lên và cả cái volume sóng sóng tăng trước đó nó cũng tăng lên với split lớn, thì đây nó phù hợp với cái việc đây là một cái cấu trúc tích lũy như mình đã nhận định ban đầu. Thì sau khi mà giá đã đi ra khỏi cái vùng giá đi ngang này á, thì anh em sẽ muốn thấy là có một cái nhịp test lại, thì anh em sẽ xem cái nhịp test lại này thì chỉ báo sóng quay nó sẽ cho em thông tin gì ha. Đây như anh em thấy là chỉ báo sóng quay nó cho anh em một cái thông tin là cái cụm volume này nó rất là thấp của cái sóng giảm, thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng tiếp là cái xu hướng tăng này nó sẽ vẫn được giữ vững. Rồi anh em tiếp tục quan sát giá. Đây anh em thấy không, cái xu hướng tăng hiện tại vẫn đang được giữ vững, mặc dù tiếp theo chúng ta thấy là trong cái nhịp hồi hiện tại cái volume sóng quay nó có tăng hơn so với cụm sóng trước, nhưng hiện tại nó vẫn nhỏ hơn cái cụm sóng tăng ban đầu và nhỏ hơn cả cái cụm mà tạo ra cái vùng cái cụm volume sóng quay của trong vùng tích lũy lớn này, thì hiện tại chúng ta vẫn kỳ vọng đây là một vùng giá tăng. Đây anh em thấy nè, cái volume sóng quay tiếp tục nó hài hòa với cái việc vùng giá tăng, thì đây là cái cách mà anh em có thể sử dụng volume sóng quay để đánh giá được một cái range giá hoặc một cái xu hướng, dành cho những anh em nào mà không gọi là không quen khi mà nhìn volume thuần hoặc là không có một cái mẫu hình volume đẹp để có thể nhìn được. Thì đó là thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em ngày hôm nay. Rồi thì anh em có thể sử dụng cái công cụ này bắt test lên các cặp tiền, các công cụ mà anh em đang giao dịch để có thể kiểm chứng và đưa nó vào trong cái chiến lược giao dịch của mình ha. Rồi mình xin chào anh em.